lịch sử nhà Thanh có một công chúa được cả vua Càn Long và Gia Khánh, nâng niu chiều chuộng, đến dung phi hàm hương trước khi mất cũng di trúc để lại hết tài sản cho nàng. Cố Luân Hòa Hiếu công chúa, con gái cưng nhất sinh ra khi Càn Long 65 tuổi. Nàng được gả cho con trai đại thần Hòa Thân, phong thân ân đức, sống trong vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. Sau khi Càn Long băng hà, vua Gia Khánh lên ngôi đã lập tức xử tội Hòa Thân. Ban đầu ông ra lệnh chu di tam tộc, nhưng nghĩ đến công chúa nên đặc xá cho vợ chồng phong thân ân đức đáng tiếc vì chán nản thế cục và bất mãn với triều đình nên hắn ta chút giận lên công chúa nạp vô số thê thiếp rồi ân ái ngay trước mặt nàng hát hủi ghẻ lạnh nàng tới lúc chết